các bạn đang nghe podcast báo phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh được phát trên phunuonline.com.vn, Spotify, Apple Podcast và Google Podcast. 7 điều cần biết trước khi kết hôn. Nhiều khi phải 5 năm, 10 năm sống chung mới hợp được nhau, hoặc biết tôn trọng những cái khác biệt. Tiếc thay, nhiều đôi chưa đến lúc đó đã giải tán. Dựa trên kinh nghiệm từ hàng trăm cuộc tư vấn hôn nhân, chuyên viên tâm lý Trịnh Trung Hòa đã đúc kết ra 7 bí quyết được coi là nghệ thuật chung sống lứa đôi thời hiện đại. Thứ nhất là thường xuyên trò chuyện. Cặp đôi có thể cùng nói chuyện với nhau về mọi thứ, từ những việc nhỏ như hôm nay đi đâu, làm gì, gặp ai, đến những điều lớn như mua nhà, tậu xe, đều rất quan trọng cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Nó giúp bạn quan tâm và hiểu nhau hơn, và cùng giải quyết các vấn đề khi chúng mới nảy sinh. Thứ hai là hãy từ bỏ thói quen gây khó chịu cho nhau. Chúng ta cần nhớ, khi kết hôn, hành trang ta đem vào cuộc hôn nhân có cả những thói quen của riêng mình. Trong đó có những thói quen gây khó chịu cho người bạn đời, chẳng hạn như hút thuốc lá, ăn xong để chén đũa đấy, hoặc tan sở bạn bè rủ đi nhậu, đến tối mới về, đôi khi say xỉn. Những thói quen đó có thể không có vấn đề với bạn, nhưng bạn đời thường rất khó chịu và nhiều lần đề nghị bạn từ bỏ. Nếu bạn khẳng định không bao giờ từ bỏ, thì hôn nhân đứng bên bờ vực rồi. Thứ ba, đó là thỏa thuận trước hôn nhân những điều khác thường. Chẳng hạn như vợ chưa muốn có con ngay, phải chờ vài ba năm nữa vì lý do gì đó, hoặc nhất thiết phải sinh được con trai vì chồng là con trưởng của dòng họ, hay vợ không thích sống cùng mẹ chồng, phải ra ở riêng dù chồng là con một, đều là những điều quan trọng. Nếu đôi bên không thống nhất được, hãy dừng lại ngay lập tức để sau khỏi phải ly hôn. Thứ tư là cả hai cần có kế hoạch tiết kiệm tiền. Bởi trong cuộc sống luôn có những bất ngờ xảy ra buộc bạn phải có tiền. Vợ chồng phải có một quỹ dự phòng, dù nhiều hay ít. Với những thứ hàng hóa trả góp được quảng cáo khắp nơi, bạn cần cân nhắc kỹ. Nếu ở nhà đẹp, đi xe mới, nhưng nợ chất chồng rồi cắm cổ làm thêm để trả nợ, không còn thời gian dành cho nhau, thì đâu khác gì hai người độc thân ở chung nhà. Trước sau gì cũng chia tay. Thà sống giản đơn nhưng thanh thản yêu đời, không phải lo ngay ngáy còn hơn. Thứ năm, đó là cần coi trọng việc làm đẹp. Muốn luôn hấp dẫn nhau, phải chăm vệ sinh cá nhân và quan tâm làm đẹp. Đừng nghĩ đã kết hôn rồi thì cần gì phải đẹp nữa. Đừng nói, tôi chỉ có thế thôi, khi chồng hay vợ góp ý. Việc sửa sang quần áo, trang điểm đôi chút, không đòi hỏi quá nhiều thời gian. Chỉ cần bạn soi gương, thấy hài lòng với mình và cười tươi là được. Thứ sáu, đó là hãy quan hệ gối chăn đều đặn. Đừng coi nhẹ chuyện này. Sex chiếm tới 50% hạnh phúc lứa đôi. Khảo sát cho biết, sau mỗi lần quan hệ thỏa mãn, ta ngủ rất ngon, khỏe người, và 48 giờ sau đó, hầu như không cãi nhau. Nếu mỗi tuần giao ban đồ 2-3 lần, thì hàng xóm không bao giờ nghe thấy bạn to tiếng. Nhiều cặp vợ chồng cứ ngồi tranh cãi mãi không được, nhưng chỉ cần độ nửa giờ ân ái nồng nàn là gật đầu lia lịa. Và thứ bảy, chính là cả hai cần phải vượt qua khủng hoảng ban đầu. Có không ít cuộc hôn nhân gặp khủng hoảng ngay sau ngày cưới. Tình yêu suy giảm, nỗi mong nhớ không còn,
sự nhàm chán xuất hiện. Mỗi người lộ ra những điểm yếu mà khi còn hẹn hò, ít gặp nhau, họ che giấu được. Vợ chồng không cần phải giống nhau, mà cần sự cảm thông và chấp nhận nhau. Ở đời, bất cứ cái gì khởi đầu cũng khó. Hãy nhớ rằng, cần có thời gian để điều chỉnh dần. Đừng nóng vội, thách nhau viết đơn ly hôn. Kẻo, có ngày hối hận.